Kim Cang Giảng Ký Tập 236 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không xin, xin mời mở bản kinh ra Trang 268 Trang 268 Hàng thứ nhất Đơn tri bất thủ Tức thị ly tướng Vân hà phương năng bất thủ Viên giác kinh vân Nhất thiết Bồ Tát Cập mạc thế chúng sanh Ân đương viễn ly Nhất thiết huyện hóa Hư vọng cảnh giới do kiên trì viễn ly tâm cố tâm như huyển giả diệt phục viễn ly viễn ly vi huyển diệt phục viễn ly ly viễn ly huyễn diệt, diệt phục viễn ly đắc vô sở ly tức trừ chư huyển đoạn này là Kinh văn trong Kinh Viên Giác Chúng ta đọc hết mấy câu này dưới đây Tế cứu thử đoạn kinh nghĩa Cả kiến ly tướng công phu Toàn tại kiên trì Kiên trì giả Cưỡng chế chi vị giả Thử tầng công phu thành bất khả thiểu Bất nhiên Vô thủy lai thủ tướng tập khí Hà năng trừ chi Phật ở trên kinh viên giác Dạy cho chúng ta Cái phương pháp này Nói thật ra Cái phương pháp này Là nói về Kinh nghiệm tu hành chứng quả của tất cả chư Phật quá khứ. Lìa tướng thật sự là một việc rất khó. Cái này phần trước chúng ta đã từng thảo luận qua rồi. Khó khăn của nó chính là vọng tưởng chấp trước là trở thành tập khí từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta cái gốc của tập khí này quá sâu cho nên tuy chúng ta biết nó là hư vọng biết nó không phải chân thật nhưng mà vẫn không có cách gì đoạn trừ nó như cũ. Nếu như không lìa. Chúng ta ở trong tu học Phật pháp là không thể bằng đến công phu được rồi. Đương nhiên càng không thể bằng đến đắc lực được. Từ đó cho thấy phật ở trên kinh thường nói chúng ta tu hành là vô lượng kiếp đến nay quyết không phải một đời hai đời là vô lượng đời rồi giống như phật ở trên kinh vô lượng thọ nói vương tử a xà Quá khứ ta từng cúng dường 400 ước Phật Cái thiện căn này Đương nhiên vô cùng sâu dày Cúng dường 400 ước Phật Ở trong Pháp hội của Thế Tôn cái tình hình đó gần giống như chúng ta hiện nay tại vì sao thiện căng sâu dày như vậy vẫn không thể thành tựu suy cho cùng là lìa tướng lìa kiến quá khó đây cũng là chỗ khuyết điểm ngày nay của chúng ta kinh Kim Cang Bát Nhã dẫn đến cuối cùng chính là vậy chúng ta không thủ tướng dạy cho chúng ta như như bất động có thể bất thủ ư tướng tự nhiên liền như như bất động bất thủ chính là lìa tướng cách lìa tướng phải như thế nào vậy làm thế nào mới không thủ đoạn này trong kinh viên giác là nói về kinh nghiệm của chư phật cung cấp cho chúng ta làm tham khảo nhất thiết bồ tát cặp mạc thế chúng sanh nhất thiết bồ tát là những vị bồ tát tham gia pháp hội giảng kinh thuyết pháp này của Thế Tôn năm xưa. Mãi cho đến chúng sanh thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn. Chúng ta ngày nay là ở thời kỳ mạt pháp. Câu nói này cũng bao gồm chúng ta ở trong đó. Nếu muốn tu hành chứng quả thì cần phải xa lìa tất cả cảnh giới huyễn hóa hư vọng câu này chính là nói lục đạo thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải chân thật cái này phần trước chúng ta đã nói rất nhiều rồi quyết định là hư vọng trên kinh nói là mộng huyễn bọt bóng một chút cũng không sai phật dạy chúng ta cần phải xa lìa do kiên trì viễn ly tâm cố cái mấu chốt này là ở hai chữ kiên trì phải kiên trì đến cùng Quyết định không được lơi lỏng Phải kiên trì xa lìa Xa lìa chính là muôn xả Cái sự việc này khó Khó nhưng nhất định phải làm Nên biết không làm là không được Không làm thì không có cách gì Thoát khỏi lục đạo luân hồi Không có cách gì Thoát khỏi thập pháp giới Nếu muốn ra khỏi luân hồi Ra khỏi thập pháp giới Chứng được nhất chân pháp giới Nhất định phải kiên trì Xa lìa Cũng chính là nhất định phải Muôn xả Tâm như huyễn giả Diệt phục viễn ly Chữ ly này Ly tướng Ở đây dạy cho chúng ta Có thứ lớp Có trình tự Làm như vậy Tương đối sẽ dễ dàng Trước tiên buông xả buông cái gì vậy Vật ngoài thân Tất cả cảnh giới hư huyễn Vọng đây là vật ngoài thân và ngoài thân có thể buông xả cái tâm đó cũng không phải thật chúng ta khởi tâm động niệm cái tâm này cái tâm này là vọng tâm tâm như huyễn hữu diệt phục viễn ly viễn ly nhớ kỹ chính là không thủ chính là không chấp trước chúng ta cái tâm có thể tư duy tưởng tượng này cũng là mộng huyễn bọt bóng phần trước thế tôn nói với chúng ta tâm quá khứ không thể được tâm hiện tại không thể được tâm vị lai không thể được khởi tâm động niệm của chúng ta có quá khứ hiện tại vị lai đây gọi là tâm tam tế không thể được phải xa lìa cũng chính là phải đem nó buông xả Viễn ly vi huyễn Cái ý nghĩa viễn ly này Cũng không phải chân thật Ở trong chân tâm bổn tánh Cũng không thể tìm được Cái ý nghĩ viễn ly như vậy Cái ý nghĩ này cũng không thể được Viễn ly cũng phải viễn ly Cũng không được có Diệt phục viễn ly Ly viễn ly huyễn Diệt phục viễn ly Đây chính là Gọi là buông xả triệt để Buông xả vẫn phải buông xả Buông xả Buông xả tiếp Buông đến mức không còn gì để buông nữa Tự tánh liền hiện tiền Đắc vô sở ly Tức trừ chư huyễn Đến không còn thứ gì để lìa nữa Mộng huyễn bọt bóng không còn nữa vào lúc này chân tánh tự nhiên liền hiển lộ ngay cho nên nghiên cứu thật kỹ cái đoạn nghĩa kinh này có thể thấy công phu lìa tướng toàn là ở kiên trì ý nghĩa của kiên trì chính là cưỡng chế cũng chính là nói phải cố ép làm đặc biệt là vào lúc sơ học cái giai đoạn này vô cùng quan trọng vô cùng quan trọng không thể không làm phần trước chúng ta ở trong kinh văn học qua tính tâm bất nghịch câu nói đó cũng là mấu chốt của sơ học bất nghịch chính là không làm như vậy là không được không làm như vậy quyết định không thể thành tựu cái tầng công phu này đặc biệt là quyết định không thể thiếu đối với người mới học nếu không Từ vô thủy kiếp đến nay Tập khí Dính tướng thủ tướng Thật sự là Vô phương đoạn trừ Chúng ta thử xem trước đây Khi Thế Tôn còn tại thế Người đi theo Phật tu hành rất nhiều tuy trong kinh nói với chúng ta gặp được phật rồi đâu có đạo lý nào không được lợi ích nhưng mà mỗi người gặp được phật được lợi ích hoàn toàn không như nhau có người minh tâm kiến tánh đây là được lợi ích rất lớn có người khai ngộ đắc định chưa có kiến tánh được lợi ích vừa có một số người đoạn ác tu thiện xanh ba đường thiện không đọa ba đường ác là được lợi ích nhỏ khác nhau đều được lợi ích nhưng mà hoàn toàn không như nhau điều này chúng ta phải biết người có thể xa lìa thì được lợi ích người không thể xa lìa thì không được lợi ích vừa rồi mới nói lợi ích ở mức thấp nhất chúng ta nói sanh ba đường thiện không đọa ba đường ác bạn cũng phải kiên trì không làm việc ác không tạo nghiệp ác vậy mới được Kiên trì ngũ giới Kiên trì thập thiện nghiệp Có thể thấy ở mức độ thấp nhất Cũng không thể lìa khỏi kiên trì Nếu như chúng ta không thể kiên trì ngũ giới thập thiện Phật Pháp bất luận tu học như thế nào Giảng nói qua trời rơi rụng Đời sau vẫn phải đọa ba đường ác. Không những là giáo hạ, niệm Phật cũng không ngoại lệ. Chúng ta nhìn thấy pháp sư Từ Vân quán đảnh. Đại thế chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương sớ sao cái cuốn sổ tay nhỏ này chúng tôi trước đây đã có in không ít lần có rất nhiều đồng tu xem qua rồi ngay ở phần sau cuốn sổ tay nhỏ này nói ra cho chúng ta biết người niệm phật có một trăm loại quả báo khác nhau Loại thứ nhất chính là địa ngục Người niệm Phật Tại vì sao chẳng đọa địa ngục vậy? Đây là một sự việc Khiến chúng ta rất nghi hoặc Nhưng mà nó là sự thật Niệm Phật thì phải thành Phật Không thành Phật được Vì sao có thể bị đọa địa ngục chứ Đây chính là Ở trong miệng niệm Phật Mà trong tâm vẫn tạo tội nghiệp Địa ngục A Tỳ Nếu như chúng ta bình tĩnh mà quan sát Người tạo loại tội nghiệp này Thật sự có thật sự đáng sợ loại tội nghiệp nào vậy chúng ta thường hay nhìn thấy nhất là phá hòa hợp tăng chướng ngại người khác tu hành loại tạo nghiệp này là vô tình có khi còn tự cho là đang tu công đức chứ đâu biết là đang tạo tội nghiệp cho nên phải bình lặng tư duy mà quan sát liền biết trên kinh này nói kiên trì hai chữ này vô cùng quan trọng chúng ta tu tịnh độ cần phải kiên trì kinh vô lượng thọ những gì mà trên kinh vô lượng thọ nói chúng ta phải nhớ kỹ cần cố gắng mà nghiên cứu hiểu rõ ý của phật mà y giáo phụng hành phải thật sự làm được nó vậy mới hữu dụng hay nói cách khác những gì phật dạy chúng ta không có gì khác là sửa đổi tập khí mà thôi vô minh ngã kiến vị đoạn diệt tối túc dĩ phá hoại kỳ kiên trì nhiên tắc phi cánh ư ly vô minh ngã kiến thượng dụng công bất khả vân hà năng ly viên giác kinh vân tri huyện tức ly bất tác phương tiện thị giả tri huyện nhị tự tức thị ly vô minh chi tối diệu phương tiện bất tất biệt tầm phương tiện giả Những lời trong Kinh Viên Giác này nói Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Ở trong Kinh Kim Cang Đều nhìn thấy rồi Cho nên quả thật là Dựa theo hai bộ Kinh này Tu hành là đủ rồi tại vì sao chúng ta không thể kiên trì tại vì sao vẫn thường hay phóng vật tự mình không thể nắm chắc được không thể khống chế được như vậy đây chính là vô minh ngã kiến chưa có phá vô minh chính là không biết chân tướng sự thật đây là vô minh tên kinh kim cang nói với chúng ta ba tâm không thể được các pháp đều không đây chính là đem chân tướng nói cho chúng ta biết ba tâm là cái năng chấp trước các pháp là cái sở chấp trước của chúng ta năng sở đều không thể được năng sở đều không nếu như bạn thật sự hiểu rõ năng sở đều không đều không thể được bạn tự nhiên liền buông xả liền không còn chấp trước nữa không còn đi tạo ác nghiệp nữa Đây là chứng minh Tại vì sao hầu hết người tu hành Không thể kiên trì đến cùng Chính là do vô minh ngã kiến chưa đoạn trừ <laughs> Nhiên tắc cánh ư ly vô minh ngã kiến thượng dụng công bất khả Phương pháp dụng công chính là nghiên cứu giáo lý phải đọc kinh phải nghiên cứu kinh giáo đại thừa hay nói cách khác nhất định phải đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh làm cho rõ ràng làm minh bạch hai câu nói này trong kinh viên giác tôi tin là rất nhiều đồng tu đều có thể nói ra được truy huyễn tức ly bất tác phương tiện biết và lìa là một không phải hai điều này phần trước đã nói qua rồi biết liền lìa ngay lìa liền biết ngay biết là nhìn thấu lìa là buông xả biết liền nhìn thấu ngay nhìn thấu liền biết ngay là một không phải hai cho nên ở chỗ này không cần pháp phương tiện khác cái biết này là thật biết thật sự biết rồi cho nên họ biết liền liền ngay tri huyển nhị tự tức thị ly vô minh chi tối diệu phương tiện không cần thiết dùng phương pháp khác nữa nói thật ra nói đến tri huyển kinh kim cang hay kinh kim cang đẹp tất cả pháp mộng huyển bọt bóng đều nói với bạn rõ ràng như vậy thấu triệt như vậy Lăng nghiêm Viên giác cũng hay Đều là đem chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Nói ra Nói rõ cho chúng ta rồi Bên dưới trích dẫn một đoạn trong Kinh Lăng Nghiêm nói Lăng nghiêm kinh viết Như lai bổn khởi nhân địa Tối sơ phát tâm Tiên dĩ trực tâm Chánh chân như thủy Năng viễn ly chư huyễn Chánh niệm tức thị chiếu giác Tu kính trực giác chiếu chân như bổn tánh Phương năng tri kỳ thị huyễn giả Do thử khả kiến Tất tu tiên ngộ như như bất động chi bổn tánh Nải năng bất thủ ư tướng hỷ bất đảng ưng hướng bất thủ thượng kiên trì hoàng tu hướng như như thượng giác chiếu cái ý nghĩa này rất sâu rất sâu đây là cảnh giới của pháp thân đại sĩ tuy chúng ta không làm được nhưng đối với cái lý luận phương pháp này phải biết một chút biết càng nhiều càng tốt biết càng thấu triệt sẽ càng có giúp ích đối với chúng ta tu học không được nói đây không phải là cảnh giới của chúng ta thì chúng ta có thể không cần học nó thế thì sai rồi câu thứ nhất nói như lai mổn khởi nhân địa cái ý nghĩa này là nói lúc chư phật ban đầu tu hành giống như chúng ta hiện nay là vào cái lúc này trong lúc bây giờ khởi nhân địa sao người ta thì thành công vậy người ta là ban đầu phát tâm trước tiên dùng trực tâm chánh niệm chân như chúng ta cái điểm này chưa thể làm được cho nên chúng ta công phu tu hành đương nhiên là không bằng họ ban đầu phát tâm cái phát tâm này chính là phát bồ đề tâm tâm bồ đề là gốc rễ của tu hành chúng ta chưa phát chúng ta ngày nay phát tâm để học phật là phát tâm cái gì Chúng ta hy vọng Phật Bồ Tát Phù hộ chúng ta Phù hộ chúng ta thăng quan phát tài Phù hộ gia đình chúng ta bình an Phù hộ chúng ta khỏe mạnh trường thọ Tâm chúng ta phát là cái tâm này Cái tâm này không phải là tâm Bồ Đề Bạn xem Kinh Kim Cang vừa mở đầu Tôn giả tu Bồ Đề liền nói người thiện nam người thiện nữ phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề người ta là phát cái tâm này Thế tâm của tâm bồ đề đại sư thanh lương trong hoa nghiêm nói tâm bồ đề ngài đã nói ba cái này cái thứ nhất là thể tâm của tâm bồ đề cái thứ hai là nói tướng tâm của tâm bồ đề cái thứ ba là nói đức dụng của tâm bồ đề chính là tác dụng tướng tâm chính là hình dạng của tâm bồ đề tác dụng của tâm bồ đề cái thứ nhất là bản thể của tâm bồ đề Bản thể chính là trong khởi tính luận nói Ba tâm Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm Ba tâm này là thể tâm của tâm Bồ Đề Bản thể của nó Trực tâm chính là chỗ này nói Chánh niệm chân như ý nghĩa của trực tâm là gì vậy như thế nào mới gọi là trực tâm vậy có một số người nhìn thấy chỗ này tôi rất thẳng tâm tôi rất thẳng có phải là ý nghĩa này hay không không phải vậy phật ở trên quán vô lượng thọ phật kinh cũng đói tâm bồ đề ngài nói ba tâm của cái thể tâm này tâm chí thành thâm tâm tâm hồi hướng phát nguyện chúng ta đem kinh luận hợp chung lại xem ý nghĩa sẽ càng rõ ràng trực tâm chính là tâm chí thành chân thành đến cực điểm gọi là chí thành thành nói như thế nào vậy mỗi người chúng ta tôi rất thành tâm đều cho rằng mình tâm rất chân thành tiêu chuẩn của chân thành là gì vậy trước đây tiên sinh tăng quốc phiên ở trong đọc thư bút ký đã định nghĩa cho cái chữ thành này. Nói rất hay. Cũng tương ưng với do gia, Phật gia nói. Ông nói một niệm không sanh chính là thành. Đây là tiêu chuẩn của thành, cách giảng về chữ thành. Ở trong tâm bạn có cái ý nghĩ là không thành rồi. có niệm là vọng rồi đây là trên kinh phật nói ở trong tâm có hư vọng sao có thể gọi là chân thành được chứ đây là đem tiêu chuẩn của thành nói ra cho chúng ta rồi nếu thành đến cực điểm ở trong tâm mảy may vọng niệm cũng không có vào lúc này chính là trực tâm chánh niệm chân như chân như là lý thể của chân tâm bổn tánh thủy năng viễn ly chư huyễn thế đương nhiên toàn bộ tất cả huyễn đều không còn nữa phần trước đói cảnh giới hư vọng huyễn tâm Lìa huyễn cũng là huyễn Thấy đều hết rồi Đều không còn nữa Cái chú giải này Cũng chú rất hay Chánh niệm Không phải hữu niệm Hữu niệm là vọng chúng tôi cũng thường nói gọi là chánh niệm chính là không có vọng niệm lúc không có vọng niệm liền gọi đó là chánh niệm sợ mọi người nghe câu nói này rồi sinh ra hiểu lầm cho rằng chánh niệm vẫn còn một niệm thế thì sai rồi chánh niệm không có niệm Vô niệm có phải gọi là chánh niệm hay không? Vô niệm không phải chánh niệm. Vô niệm là vô minh. Chánh niệm là không có vọng niệm. Lời nói này rất khó hiểu. Chỗ này, cái giải thích này giải thích rất hay. Chính là giác chiếu. Giác mà không mê hầu hết mọi người chúng ta trong lúc vô niệm tại vì sao nói vô niệm không phải là chánh niệm vậy họ vô niệm họ không có giác là họ mê trong tâm họ thật sự một niệm không sanh nhưng mà họ cái gì cũng không biết cái đó không phải là chánh niệm chánh niệm là ý nghĩ gì cũng không có Tất cả các Pháp đều rất rõ ràng Rõ ràng phân minh Giống như tấm gương vậy soi rất rõ ràng Đây là tự tánh khởi dụng Ở trong tướng Tông nói Đại viên cảnh trí khởi dụng thử giới tha phương thử giới là cái cảnh giới hiện tiền này của chúng ta tha phương là nói đến cõi nước chư phật khác thế giới của a di đà phật thế giới của tỳ lô giá na phật thế giới của dược sư như lai bạn đều nhìn thấy rất rõ ràng đó gọi là chiếu không mê liền gọi là giác thấy đều soi thấy soi thấy triệt để đây mới gọi là chánh niệm cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải hiểu rõ tu kính trực giác chiếu chân như bổn tánh tu là nhất định phải nó thật ra nhất định là cái đạo lý này nhất định sự việc nó là như vậy thẳng tắt bên trong quả thật là không có mảy may cái tướng quanh co thập pháp giới y chánh trang nghiêm chính là chân như bổn tánh tánh tướng nhất như lý sự không hai gọi là tướng là tướng của tánh gọi là tánh chính là tánh của tướng Nếu như nói lý là lý của sự Sự là sự của lý Cho nên nó là một không phải hai Phần trước nói rồi chư pháp nhất như Đây chính là giác chiếu Chân như bổn tánh Phương năng tri kỳ thị huyễn giả biết tất cả tướng cảnh giới mà chân như bổn tánh biến hiện là hư huyễn tướng là huyễn những huyễn tướng này đều là nương vào chân như tự tánh biến hiện ra Ở trong Phật Pháp Nói chân, nói vọng Nó có cái tiêu chuẩn Phạm cái gì vĩnh viễn không bị biến đổi Thì gọi nó là chân Phạm cái gì có thể biến đổi liền gọi nó là huyễn Là hư vọng Thể tánh nó không biến đổi thể tánh không tịch không có hiện tướng cho nên nó không bị biến đổi không bị biến đổi đây là thật từ thể khởi tướng cái tướng đó bị biến đổi bị biến đổi đây là hư vọng Kết nói chân với vọng là như vậy Chân vọng nhất như Chân vọng không hai Phần trước báo cáo qua với các vị rồi Cái vọng tướng này Tướng không thể diệt Điều này phải nhớ kỹ Tướng là quyết định Không bị diệt Là bất sanh, bất diệt Tướng không thể diệt Nhưng mà tướng có thể biến Tại vì sao có thể biến đổi vậy? Tùy tâm chúng sanh liền bị biến đổi." Trên kinh Lăng Nghiêm nói, "Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy tâm chúng sanh nó liền bị thay đổi." Cho nên tâm chúng sanh không biến đổi thì tướng không biến đổi. Nhưng mà chúng sanh đều có vọng tưởng. Cái tâm vọng tưởng đó tướng sẽ biến đổi theo nó. Vậy là Phật dạy chúng ta tu định Ý nghĩa của tu định là gì? Dừng hết vọng tưởng Bạn hiện cái tướng đó là chân thường Tướng của thế giới Tây Phương cực lạc Tại vì sao thù thắng như vậy? Chính là người thế giới Tây Phương tâm thanh tịnh Không có vọng tưởng cho nên cái thế giới đó là chân thường cũng là duy tâm sở hiện cũng là duy thức sở biến không có ngoại lệ đây chính là biết nó là huyển biết huyển đương nhiên liệt lìa ngay Do thử khả kiến Tất tu tiên ngộ Như như bất động chi bổn tánh Nải năng bất thủ ư tướng hỷ Chính bởi vì cái đạo lý này Tông môn liền lựa chọn Cái lý luận này Để làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu học Ở trong thiền tông Nó là dùng cái này thiền tâm nhất định là trước tiên phải khai ngộ sau khi ngộ khởi tu trước khi chưa có khai ngộ thì không được xem kinh cũng không được nghe giảng kinh họ trước tiên phải cầu ngộ sau khi ngộ rồi sau đó mới đọc kinh sau đó mới nghe giảng sau khi ngộ khởi tu đây là điểm khác nhau giữa tông môn cùng với giáo hạ giáo hạ trước tiên phải đọc kinh trước tiên nghiên cứu giáo lý trước tiên nghe kinh sau đó mới tu hành đây là hai loại phương pháp tu học khác nhau đương nhiên ở trong tông môn sau khi khai ngộ rồi sau đó nghe kinh nghiên cứu giáo lý nhanh hơn nữa không có sai lầm bởi vì tâm họ thanh tịnh tâm họ sanh trí huệ cho nên vô cùng vô cùng nhanh chóng nhưng mà khai ngộ không dễ dàng minh tâm kiến tánh không phải người nào cũng có thể làm được cho nên căn tánh tông môn tiếp dẫn lời trong đàn kinh nói lục tổ ngài tiếp dẫn là người căng tánh thượng thượng căng tánh trung hạ thì không có phận căng tánh trung hạ không thể ngộ nổi nhất định phải người thượng thượng căn họ đi con đường này người căn tánh trung hạ bắt tay làm từ giáo hạ có thể được lợi ích bất luận là tông môn giáo hạ mấu chốt quan trọng nhất là ở lão sư cho nên phật ở trên kinh a Nan dấn sự phật kiết hung vừa mở đầu liền nói với chúng ta học phật nhất định phải gần gũi minh sư chữ minh đó là minh trong quang minh chứ không phải là người rất nổi tiếng người rất nổi tiếng không có tác dụng gì minh trong quang minh là người thầy đã minh tâm kiến tánh họ là người từng trải kinh nghiệm của họ sự hướng dẫn của họ có thể cung cấp cho chúng ta làm tham khảo người thầy như vậy rất khó không dễ gì gặp được gặp được rồi Chúng ta cũng không biết được Cũng không tin Thế thì vô phương rồi Thầy dạy học Nhất định phải gánh giác trách nhiệm nhân quả thầy là người chỉ đường cho bạn nếu như chỉ được sai rồi mục đích của bạn muốn thành phật họ chỉ đường bạn đã sai rồi họ phải gánh trách nhiệm rất lớn cái đó không phải là trò đùa được Giống như lời mà công án ở trong tông môn đã nói Nói sai một chữ chuyển ngữ phải đọa 500 kiếp làm trồn hoang Đã nói sai một chữ Tức là nói chỉ sai phương hướng cho người ta Đây là công án của Đại sư Bá Trượng Rất nhiều đồng tu đều rất quen thuộc Đây là trước đây có một vị Pháp Sư Người ta thỉnh giáo ông một vấn đề Người đại tu hành Có còn rơi vào nhân quả hay không? Ông nói với người là Người đại tu hành không rơi vào nhân quả nữa Chỉ một chữ phải đọa vào 500 kiếp làm trùng hoang. Con trùng hoang này cũng rất có linh tánh. Trước đây là Đại Pháp Sư mà. Gặp được Thiền Sư Bá Trượng. Nó biến thành hình người. Thường hay đến tham gia Pháp hội. Nghe Lão Pháp Sư giảng Kinh Thuyết Pháp. Nhưng mà Pháp Sư Bá Trượng biết được ngày biết được cái này không phải là người là con hồ ly tinh ông thỉnh giáo với lão pháp sư lão pháp sư liền nói ngày mai lúc tôi thượng đường ông liền đem câu hỏi mà người ta trước đây hỏi ông ông đem ra hỏi tôi ngày thứ hai thượng đường thì ông đến liền đưa ra vấn đề này Người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Đại sư bá trượng sửa cho một chữ Người đại tu hành không mê muội nhân quả Sửa một chữ là không rơi vào nhân quả Sửa thành không mê muội nhân quả Đến ngày thứ hai con hồ ly này đã chết Lão Hòa Thượng bảo người đến sau núi Để an táng cho ông Đem ông quả táng Ông liền thoát khỏi thân xúc sanh Cho nên Hướng dẫn một người tu hành Không dễ dàng nếu như bạn chỉ đường cho người ta sai nguy hiểm vô cùng bạn tự mình đi sai đường thì không nói gì không có gì để nói bạn chỉ đường cho người ta sai rồi cái nhân quả này phải gánh nặng rồi chỉ đường như thế nào không bị sai gì khuyên người niệm phật con đường này quyết định không sai có phải không mười phương ba đời tất cả chư phật Đều khuyên chúng sanh mười pháp giới Niệm a di đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc Đây là một chút cũng không sai Cái này tuyệt đối không bị trái nhân quả Nhưng mà nếu bạn khuyên họ học pháp môn khác Thì bạn phải chịu trách nhiệm Cái này không phải chuyện đùa Cái pháp môn đó có khế hợp với căn tánh của họ không? Họ trong đời này tu học có thể có thành tựu hay không? làm thầy việc đó phải định liệu trước là phải thật rõ ràng con đường đó đi sai rồi chỉ sai rồi thì phiền phức rất lớn chúng ta đọc cái đoạn này cũng liền biết chỗ khó của tu học đại thừa tham thiền cũng không dễ dàng tham thiền trước tiên phải khai ngộ chưa khai ngộ thì không thể tu hành sau khi ngộ mới khởi tu cho nên thuận tiện nhất là niệm phật niệm phật không khai ngộ không sao cả thậm chí là niệm phật ngay cả giáo lý không rõ cũng không sao chỉ cần bạn chịu thật thà mà niệm Chịu giảng duyên buông xả Thật tha mà niệm Thế là có thể thành công Cho nên cái pháp môn này Cổ đức thường nói Vạn người tu, vạn người đi Đạo lý là chỗ này Bất đảng, ưng hướng bất thủ thượng kiên trì cũng chính là kiên trì phải buông xả cái gì cũng phải buông xả nhất định phải trong tâm của mình một niệm không sanh người niệm phật chúng ta nói thật ra phải làm cái công phu này có thể thân tâm thế giới vạn duyên buông xả chúng ta câu phật hiệu này đắc lực rồi cái này quan trọng vô lượng kiếp đến nay chúng ta trôi lăn trong lục đạo đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể thoát ra đời này khó khăn lắm mới gặp được cái pháp môn này gặp được cái pháp môn này tức là nói bạn gặp được cơ hội thoát ra gặp được cơ hội thoát khỏi tam giới một đời thành phật cái cơ hội này bạn phải nắm nó thật chắc. Nếu bạn không biết kiên trì, thế thì đáng tiếc rồi. Cái cơ hội này quá thật là khó được gặp. Phải biết quý trọng, phải biết cái cơ duyên này có được là không dễ dàng. không những không thủ còn phải giác chiếu ở trên như 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 là tánh thể trên chân tâm bổn tánh mà giác chiếu những gì mà đoạn này nói là cương lĩnh nguyên tắc tu hành của toàn bộ tất cả đại thừa quả thật là thật khó bởi vì nó khó, cho nên A Di Đà Phật mới mở pháp môn niệm Phật giảng sanh cho chúng ta. Chỉ có cái pháp môn này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Viên Giác Kinh viết. Nhất thiết Bồ Tát cập mạc thế chúng sanh Tiên đoạn vô thủy luân hồi căn bản Đây là nói đến tu học Khởi tu từ đâu vậy? Bắt tay làm trước tiên là đoạn gốc rễ luân hồi Từ vô thủy Luân hồi căn bản Tức thị vô binh ngã kiến giả hay nói cách khác Chính là trong Kinh Kim Cang nói Tứ tướng tứ kiến Phải bắt tay làm từ chỗ này Kinh Vân Đây vẫn là trong Kinh Viên Giác nói Nhất thiết như lai bổn khởi nhân địa Giai y viên chiếu thanh tịnh giác tướng dĩnh đoạn vô minh phương thành Phật đạo viên chiếu giác tướng tiện thị trực tâm chánh niệm chân như yếu khẩn công phu toàn tại viên chiếu nhị tự các đồng tu chúng ta Mọi người nghe qua Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Kim Cang cũng sắp giảng xong rồi Chỗ này là đến phần lưu thông Viên giác Lăng Nghiêm trước đây cũng đã từng giảng qua Cho nên chúng ta ngày nay Đọc đoạn kinh văn này có lẽ sẽ không cảm thấy lạ mặc dù không thể hiểu rõ thật thấu triệt đối với nghĩa kinh nhưng nhiều ít cũng có thể có ít phần thể hội viên chiếu thanh tịnh giác tướng câu nói này là công phu cũng là hiệu quả viên là viên mãn Chiếu chính là phần trước nói là giá chiếu. Thanh tịnh giác tướng là gì vậy? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thế là chân như là tự tánh tướng của chân như tự tánh là thanh tịnh giác tướng từ chân như bổn tánh biến hiện ra tứ tướng tứ kiến tứ kiến chính là chúng ta hiện nay gọi là tinh thần tứ tướng là chúng ta hiện nay gọi là vật chất khoa học hiện đại đem tất cả muôn tướng vũ trụ phân thành hai loại lớn tinh thần và vật chất ở trong phật pháp gọi nó là sắc tâm sắc pháp chính là tất cả vật chất hiện tượng vật chất tâm pháp chính là hiện tượng tinh thần ở trong tông pháp tướng nói hiện tượng tinh thần là kiến phần của a lại gia hiện tượng vật chất là tướng phần của a lại gia cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật